Ông cho Kỳ chơi ăn thôi. Rồi, rồi, đi qua bển. Đi qua bển. Rồi, chó khách. Chó khách. Nghe nó lắm. Chó. Rồi, đó. Chó. Tại biết sao không? Nóng được, đói ăn hoài mập. Dạ. Rồi tối nay cảnh mình là quay cảnh gì nè? Quay cảnh đám cưới. Tôi là mà xui. Ok. Anh Nam Thanh anh làm anh xui. Có những lời chúc tốt đẹp nè. Nó không phải nói chứ mình cái gì vậy á. Mình có con gái mình phải đầu tư cho con mình, nhất là cái bộ hồi môn. Để sau này con mình lấy chồng để làm rạng rỡ gia đình nó. Bán một căn main house, hai căn nhà mặt tiền. Với lại một dãy nhà phố luôn, mua được một chiếc nhẫn như vậy. Thấy không? Đó. Còn cái vương miện này á, là hồi đó tôi qua hậu đồng nè. Tất cả để tôi đi làm xuôi nha. Là nhảy vô bên này sẽ đứng thở lên bên kia, thở quanh lại, quanh lại đánh nhau rồi rồi xong cái bóng rồi chụp vô bắt đầu thổi cắt mình làm rồi lắc rồi luôn rồi đi rồi đi rồi đi tím rịm luôn á nè, nó bầm tím rịm luôn nè. Đó luôn.
Bầm rồi cho dứt không nhất chứ bầm không nhất